Hello, em đâu vậy? Quay trở lại kênh của tôi đây. Hôm nay tôi lại quay trở lại ra đây. Và hôm nay tôi sẽ làm tiếp tục một em selfie mới nha mọi người. Em selfie này theo tôi đánh giá là em sở hữu một ngoại hình khá là đẹp và khá là mạnh nha. Skill thì vô chặn tôi sẽ thích. Ok ok, để tôi kiếm con sen đây, em nó đây rồi. Hôm nay tôi sẽ cầm giác nó đi ganh luôn nha mọi người. Skill của em nó thì mọi người chỉ cần hiểu là khi mọi người boss 2 boost á, mọi người sẽ có một cái skill gọi là skill tích nitro. Nó được cộng dồn skill vô tổng cộng là tôi nhớ như đâu là 16% nitro luôn á, một khoảng nitro khá là nhiều luôn, chỉ cần boost 2 boost nha. Đúng 2 lần boost là nó sẽ phát động skill. Và nó có thêm một cái skill nó là gọi là hiện boost sớm á, mọi người có biết mấy con kiểu Lamborghini được không? Nó hiện boost sớm á thì sẽ giúp anh em làm xếp đúp nhanh hơn. Và nó có thêm cái skill, nó chính là khi anh em tích một bình nitro đầy á, thì nó sẽ hiện luôn là cái bình nitro. Hạn chế của nó là chỉ qua bình nitro đầy, bình nitro đầu, từ bình nitro thứ hai mới phát động skill đó. Nó sẽ na ná với skill của nó băng khách, nhưng mà băng phách đó mọi người, nhưng mà nó không có tích qua cây thôi. Ok, vô anh em mới vô chiêm ngưỡng nó thì đã thấy quả skin phải gọi là hiệu ứng đẹp như xe cương chứ gì. À, trận này có băng phách nữa. Vô trận đầu game ấy luôn. Bởi giờ thì tôi không có chơi game nhiều, chỉ là vô đăng nhập lấy kim cương mỗi ngày thôi. Má siêu dương lõ dưới trời. Nó tính ra bữa giờ tôi không có thời gian để tôi làm video luôn á. Ồ, trận đầu tiên gặp băng phách tôi căng điểm nậu. Mà công nhận là xe này tôi thấy nó đua 10 nha. Khá là mạnh luôn á. Cảm giác nó mạnh á. Kiểu tôi chắc đua những con xe mà kiểu như này á, kiểu nó mượt mượt mà dạo gần đây xe phi với mọi người, kiểu mấy con xe phi dạo gần đây tôi cảm giác đua nó khá là đã. Đã thì không biết lỗi không nha, tại trận đầu mùa đó. Ủa, trận đầu ngày chứ lộn mọi người, lộn. Nói chung là xe đùng mạnh, nói chung là xe mạnh á, tôi thấy xe nó mạnh á. Còn nó tấp mấy thì tôi nghĩ là nó tấp 2 nha mọi người. Nhưng mà về độ thực chiến xe như này chắc tôi nghĩ là nó hơn con MC20 á. Là con MC20 tôi thấy chạy không đã bằng con này đâu, cảm giác con này chạy đã lắm. Đúng như người ta bảo thì con sẽ là top 2 dòng xe phi, nhưng mà theo cách của tôi chạy thì tôi thấy nó lại là xứng đáng top 1 hơn. Ủa rồi em băng phách hồi nãy em vượt tôi lắm mà sao bây giờ mất tiêu rồi. Mã mới gáy qua cái lỗi liền luôn. Nói chung là anh em chơi game không nên gáy nha. Gáy cái là đồ mà lỗi liền, gắn nghiệp vượt liền á. Tôi chuyên gia luôn, má mới gáy cái là bị lỗi liền à. Lỏ như đó vậy. Ok ok, trận đầu tiên trận đầu tiên đua hơi lỗi hơi nhiều, mọi người thông cảm nhé. Tại vì bữa giờ không có chơi game. Ok, vô trận 2 để cố gắng được cứng cứng thôi nha. Mà anh em ơi, anh em nào mà đến với kênh tôi á, thì anh em coi á, thì tôi chỉ mong là em coi tôi một gọi là một cái video giải trí và giúp cho anh em thuộc dạng là coi giải tỏa những mỗi buồn phiền trong cuộc sống này và mỗi ngày, chứ đừng có gọi là vô đây mà tôi xích nha mọi người ơi. Mong là mọi người coi video tôi đừng có tôi xích quá, tại vì tôi đua gà, tôi biết tôi đua gà. Tôi chỉ mong rằng là anh em coi video tôi thấy vui là được, đừng thấy trình độ của tôi, thấy vui là được rồi. Thấy không, thấy là biện hộ của tôi phải gọi là chín chắn, nên anh em nhớ nha. Có gì anh em thấy những video tao có gì tôi nhớ sẽ nhắc anh em thường xuyên đấy. Ok ok, vậy vô chặn nào. Tem tôi là chiến này là quả làm quả full skin selfie. Ủa, full selfie chứ má, nhìn cái xe giống skin quá mọi người. Chặn này tem bạn có con dán mọi người. Ok, dán thì dán chứ selfie căng tắt. Má nhìn thằng xe xanh 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 nó nhìn nghi nha. Má nhìn em giống hách chứ ta, giống pháp sư Trung Hoa bữa giờ lắm. Thôi vô chặn xem coi nó là sao coi. Hình như tôi đoán đúng rồi đó. Mẹ nó hách kìa. Chó này nó hách kìa mọi người. Vãi ngò. Mẹ mới vô nó phóng như T5 ấy. Tôi từng T5 còn phóng lại nó nữa. Nó chặn này dí hách rồi anh em ơi. Mẹ em biết cầm quả xe phi vô sẽ dí hách được không? Không dí hách thì anh em tập trung vô xe nha. Xe là phải gọi là ngoại hình và bô khá đẹp luôn á. Công nhận dạo này với Speed ra mấy xe phi đẹp ghê mọi người. Có mấy con xe hả nó lỏ kinh khủng mà tự nhiên ra mấy con xe phi nó đẹp. Cái này phải gọi là game đang tạo sự công bằng cho dân cày và dân nạp tiền rồi chứ đâu.
Ok, mong là game sẽ ra nhiều con selfie đẹp như này nha mọi người. Ok, và tôi sẽ cố gắng tranh thủ để làm con Slayer Gnoll của Speed Bass cho mọi người coi luôn nha. Nghe bảo nó cũng khá là mạnh đó. Rồi nói nãy giờ rồi xong không thấy còn thằng khách đâu vậy? Chó này nó tốc biến đi đâu rồi? Anh em mà vô mà gặp mấy khách như này là anh em tố cáo xích mỏ đấy nha. Anh em phải cố gắng hợp tác với game để tố cáo những khách như này để cho game chúng ta không bị xâm phạm để tồn tại game lâu hơn nhau anh em. Ok, má nó hoàn thành luôn đường 1 phút 15 nghi bằng không. Mẹ rút 15 chắc có tuyển thủ được kịp nó chứ tôi già phải rồi. Ok, không sao, Strong vô chạy tiếp theo là đừng có gặp mấy cha nội nữa nha, chán với gặp mấy cha nội này đua đúng bắt lực luôn á. Tính ra em nói là con selfie khá là mạnh bởi tôi thấy dạo gần đây nhiều người khá là đua nó, em nói khá là nhiều nha. Anh em nào mà chưa có xe ngon thì hãy cũng chạy xe này nha, tuy xe này chưa có vĩnh viễn á nhưng mà tôi thấy chạy cũng khá là mạnh rồi đó. Còn anh em mà có vĩnh viễn nó cày đủ nhiệm vụ để có vĩnh viễn nữa thì nó sẽ có cái lợi quốc là 10 xe vĩnh viễn nha, thì nó sẽ mạnh hơn nữa anh em. Đó, đây là con xe tôi thấy phải gọi là ưng nhất lúc giờ là dòng selfie luôn á. Nghe bảo mấy mốt còn ra một con selfie còn mạnh phải gọi là vô top xe luôn mọi người. À, chặng này có bộ căng nha, có cạnh tranh, có cạnh tranh kê ngon, có chặng hay cho anh em coi. Má không phải đó, đợi với tình không ngon mà tự nhiên đụng ngay nít con nổi kia nó chán gì chứ. Nào nào mấy chú cứ bình tĩnh nào, đua trển với. À, khúc này tập nha, thấy tập rồi nha. Tập thì tới anh lên à, chưa hả? Nó một khi một em tập thì tôi lên đó mọi người, quá ngon lành. Trời ơi, sau bao nhiêu chờ đợi top 3 cuối cùng tôi cũng đã lên được top 1. Mấy chú đua hơi cứng tới đi nha, chứ không phải là anh lên đấy, anh đua gà nhưng mà anh chơi bẩn là anh phải chờ thì cơ mấy chú lỗi là anh lên nhá. Ok, khúc này là không có thằng nào cản trở làm quả ghiếc trên không cho này rồi, nó đẹp liền. Pha nãy mà không có cản trở là khúc đầu là tôi cho mấy cứu đó viết top luôn rồi chứ không chờ là từ top 3 mà tôi mò chờ mấy cứu đó lỗi mới lên top 1 luôn. Này để khúc này siêu xuống rồi cho xem coi. Nãy pha nãy là do sợ bên kia nó tông lỗi cái là ăn cứt luôn cho nên không dám siêu hướng đó. Nó chạy đúng bài là nó chuyển hướng. Ủa sao mấy chú anh bỏ sao mấy chú rồi? Mày cái này gọi là áo trình đó mọi người, áo trình này, áo trình anh em. Quá non, giờ chặn tiếp thôi nào. Chặn này tôi thấy là tôi hơi bị bugo đó. Đủ chặng này tem tôi có to tê hả, má tem vẫn có con mấy con xe đó đủ, tôi nghĩ tem vẫn có hát duy chạy này đu ganh nên nhìn mấy con xe này cũng sợ lắm mọi người, đủ mấy bữa giờ gặp hát hơi nhiều. Má khứa này giàu dữ chạy, cho tôi con xe tơ đi bạn, không phải cho tôi con bé thú cửa cũng được nữa, con đó nhiên tên gì quên mẹ tơ luôn rồi. Má tự nhiên lâu quá không chơi game như bị tối cổ từ trong hang gai đi nản vậy chứ. Ừ mà anh em đua ganh tới mức ganh nào nhỉ, đâu ganh đầu mùa tới đâu rồi, anh em hãy bình luận chứ cho tôi biết với được không. Và anh em coi video đến đây đừng quên cho tôi xin một like một đăng ký nha, nhớ chia sẻ video này để cho nhiều người được biết tới hơn. Tôi cảm ơn anh em rất nhiều và thời gian ra đã ủng hộ tôi nha. Ok, vô chặn đó nào. Má phải là tính siêu chiều hướng đó mà hơi là còn đủ căng thẳng. Má tôi nói hay tôi không biết tôi nói gì luôn mà vô gặp con T1 chạy căng nha. Má chặn trước mới gáy để chặn này gặp bà gộ à, ủa mộng đó không đem ESU gì khúc đó, ESU không ESU ba chán ba siêu chứ hướng này không mà ông T1 dí dân căng lắm nha, dí dân căng lắm nha cha nội đó, như đem lộn ESU CT gì nãy vô không để ý nữa. Má khúc này em kéo ghê ba nội
Tự bình tĩnh. Video này là của tôi. Né thấy chưa? Cút liền, cút liền. Xe đúp đúp. Ngon. Hên à. À đúng là xe này hiện bút sớm ngon vãi. Ý mẹ. Phải chửi vậy chứ, cái khúc đó tính giúp lớn. Giúp lớn như vậy là xe chí hướng. Diễn hành xe chí hướng cái vô tình nó cong quá, tông tường luôn. À phải chửi vậy chứ. Đúng là lúc cần thì không ra, còn lúc ra thì không cần. Là anh em chỉ cần hiểu là lúc tôi không cần thì nó lại ra, và không ra nó lại cần. À và đó anh em, tôi nói gì anh em hiểu vậy. Mà anh em hiểu điều quan trọng đây là chạy hành tê tuổi lòn nhá. Tôi đua thắng nữa rồi, má chết mẹ, hôm nay nó tục hơi nhiều. Thông cảm em ơi, bữa giờ tôi bị tiêm nhiễm rồi. Sorry anh em, hôm nay tôi nói chuyện hết tụt. Thôi, chú em thích thối đi nha. Rồi, video tôi cũng xin tới đây xin kết thúc nha. Mọi người coi thấy hay nhé, cho tôi xin một like một đăng ký nha. Cảm ơn mọi người theo dõi được kênh cô rất là nhiều luôn. Ok, và hẹn anh em vào gặp vào video sau nha. Tôi sẽ cố gắng tranh thủ thời gian để làm video tiếp theo cho anh em coi. Bây giờ tôi xin bye bye.